ba khổ nạn lớn nhất của cuộc đời. Vượt qua được, ắt có cuộc sống an nhàn. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy, đời là bể khổ, cho nên ai cũng phải vượt qua những kiếp nạn đau khổ trong cuộc đời là điều đương nhiên. Thế nhưng, có ba khổ nạn lớn nhất trong cuộc đời theo Kinh Phật. Người vượt qua được là người có phúc báo sâu dày, an nhàn hưởng cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Cuộc đời vốn là một cuộc tu hành. Người thành công là người đã trải qua hết những rèn luyện trong cuộc tu hành đó. Một khi được tu luyện qua mọi khổ ải, đời người sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Phật dạy, đời là bể khổ, nhưng chịu được thống khổ mới có thể trưởng thành. Khổ nạn chính là một con đường buộc phải đi qua khi đã tồn tại trên cõi đời này. Cả một đời người, dù ít dù nhiều, cũng đều phải chịu đựng một vài vấn đề khó khăn. Từ lúc sinh ra thì người ta đã phải đối diện với nỗi khốn khổ trăm bề. Ngay cả tín hiệu chào đời của chúng ta cũng là tiếng khóc, mà tiếng khóc ấy còn theo mãi chúng ta tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Người ta sinh ra chính là để chịu khổ. Nếu con người sống thoải mái, thành thơi, cầu gì được nấy, ra ngoài vòng sinh tử, cả đời tựa như một cuộc dạo chơi, thì liệu rằng những Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử hay Chúa Giê-xu có xuất hiện trên thế gian này để mà độ nhân đi qua bể khổ không? Cho nên, nếu đã không cách nào lựa chọn khác đi, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, lấy chính khổ nạn ấy làm vui, làm động lực để mà đi tiếp trên đường đời gian khó. Nỗi khổ chạm đến đáy cùng thì sẽ là vật cực tất phản. Tạm hiểu rằng đến cực hạn sẽ phản đảo lại tình trạng hiện tại. Nghĩa là khi chịu thống khổ quá ghê gớm rồi, người ta sẽ vì thế mà cũng đắc được những điều phi thường. Hay nghĩ một cách tích cực hơn, khổ nạn thực ra cũng không đáng sợ tới như vậy. Nhất là khi nó còn là cơ hội để tu rèn một con người, một nhân cách, là cái đà đưa người ta vượt trội lên. Người xưa thường giảng, sông có khúc, người có lúc. Ý nói đời người ta là có thăng trầm, thịnh suy, phải biết kiên nhẫn chờ thời. Phật gia cũng giảng về luật nhân quả báo ứng, người ta là xứng trước khổ sau và ngược lại. Đời này khổ đau, phiền não thì kiếp sau sẽ được sống bù, sống một đời hạnh phúc tiêu dao. Đời này ngập trong nhung lụa, tiền bạc, rất có thể kiếp tới sẽ phải làm kẻ ăn xin nơi đầu đường góc chợ. Mọi thứ xét ra đều rất công bằng. Và phải chăng đời người ta chính là phải kinh qua đắng cay mới hiểu được giá trị của ngọt bùi, dầm mình trong khổ não mới càng yêu thêm những phút giây thanh thản hiếm hoi. Nếu không biết mệt mỏi, làm sao thấu được ý nghĩa của sự an nhàn? Nếu chẳng thể nghênh xương đón gió, chịu đựng trong cát bụi, thì làm sao biết được giá trị của một nơi chốn trời yên biển lặng? Có thể bạn đã trải qua rất nhiều khổ nạn, hoặc có lẽ ngay bây giờ đang vấp phải những sự khó khăn đó, hay tương lai có rất nhiều điều gian truân hơn vẫn chờ đón bạn. Vậy cũng đừng sợ hãi. Khi bóng đêm qua đi, ánh sáng của ngày mới sẽ tới. Chỉ cần chúng ta kiên trì chờ đợi, bền bỉ nỗ lực thì chắc chắn khổ ải nào rồi cũng qua hết để nếm được ngọt bùi phía trước. Cũng như lời Phật dạy về ba khổ nạn lớn nhất đời người, một khi vượt qua được, còn gì xứng đáng hơn một cuộc đời bình yên thanh thản, phúc sâu lộc dày đang ở ngay trước mắt. Ba khổ nạn lớn nhất cuộc đời theo lời Phật dạy. 1. Dục vọng. Dục vọng chính là nguyên nhân gây ra phần lớn những sự thống khổ trên cõi đời này. Dục vọng là những suy nghĩ sinh ra từ bên trong một con người. Một khi đã nảy sinh thì sẽ không cách nào có thể ngừng lại. Phật giáo cấm dục bởi hy vọng chúng ta ai cũng thoát khỏi đau khổ để đạt được niềm vui, không chịu những tai họa mà dục vọng gây ra. Trong xã hội hiện tại, có không ít người vì tâm sinh dục vọng mà tự tay phá hủy tiền đồ của mình, nhất thời bị dục vọng che mở mắt mà đi lầm đường lạc lối. Có rồi lại muốn có hơn nữa, để lòng tham dẫn dắt hành động, từ đó không màng gây ra những hành động làm hại người khác để mà thỏa mãn ham muốn của mình. Sau cùng, hại người
thế nhưng đồng thời thì bản thân cũng chẳng được lợi là bao, thậm chí còn vướng vào vòng lao lý vì chữ tham đó. Đây chính là luật nhân quả ở đời. Trong kinh Phật, dục vọng thuộc về phạm vi của cái ác. Một khi chúng ta sinh ra dục vọng, sẽ rất khó để xóa bỏ cảm xúc ấy. Còn nếu như có thể làm theo lời Phật dạy, tránh xa những dục vọng, ham muốn, tham lam, như vậy chúng ta cũng bớt bị trói buộc bởi phiền não. Chính những phiền não đó đã che mờ lý trí và sai sử ta đi tới con đường sai trái. Một người khống chế được dục vọng của bản thân, vượt qua được cửa ải khó khăn này, tâm trí sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối, có thể tìm ra được con đường đúng đắn đi tới hạnh phúc và thành công cho bản thân. Ấy chẳng phải đã tự giải thoát bản thân khỏi bị khổ hay sao? Cuộc đời còn lại ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. 2. Hận thù. Kinh Phật dạy: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một suy nghĩ hận thù nổi lên thì trăm vạn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Chỉ cần chúng ta sinh ra sự hận thù và tức giận với người khác, như vậy thì sẽ có hàng trăm hàng nghìn cánh cửa làm trở ngại quá trình tu hành của chúng ta cũng sẽ đồng loạt mở ra. Không ít người chỉ vì chút chuyện xích mích mà sinh lòng hận thù với người khác, đến lúc gần đất xa trời mới hiểu rằng bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong cuộc đời để mà sống một cách hẹp hòi, tự gây phiền muộn cho bản thân, khiến cả cuộc đời chìm trong những hận thù không vui, thời gian đâu mà tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống nữa. Theo lời Phật dạy về hận thù, người mà có thể tự mình thoát khỏi hận thù mới có thể giữ cho lòng rộng rãi, khoáng đạt, bình đạm đối mặt với thế sự, làm gì cũng được hài lòng thuận ý. Đó là lý do Đức Phật luôn dạy ta phải giữ được một tấm lòng bao dung, một trái tim biết tha thứ để đối đãi với vạn vật trên thế gian. Trong cuộc sống, nếu có tâm tốt, để một niệm tốt được khởi lên thì những điều tốt sẽ tiếp theo. Mọi người trong xã hội cũng sẽ được nhìn theo chiều tốt, chỉ thấy điều tốt, không nhìn điều xấu. Các bậc thánh nhân cũng không phải không có hận thù trong lòng, nhưng điều khiến cho họ trở nên khác biệt với phàm nhân là biết tìm ra phương pháp để hóa giải hận thù trong lòng, buông bỏ mọi ân oán vốn là nguồn gốc gây ra muộn phiền trên đường này. Đổi vị trí để suy nghĩ chính là một phương pháp hóa giải hận thù tốt nhất. Khi phát sinh những chuyện mà bản thân không cách nào bỏ qua, thay vì oán hận đối phương khiến lòng mình cũng chẳng thoải mái, bạn hãy thử đặt bản thân vào vị trí của người ấy để suy xét vấn đề. Làm như thế sẽ giúp bạn nhìn thấu mọi chuyện hơn. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, từ đó mà buông bỏ hận thù. Tâm an vạn sự an. Chỉ cần tâm bình yên, ta sẽ thấy cuộc đời vốn rất đẹp đẽ và ngập tràn tình yêu thương. Chỉ cần ta biết tận hưởng những gì đang hiện có mà không chút vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì đã thấy tâm hồn đầy an lạc rồi, đâu cần phải tìm cầu ở đâu xa cho tốn hao sức lực. 3. Cố chấp. Cố chấp trong giáo lý nhà Phật là sự khăng khăng chấp nhất với một món đồ hay một đoạn tình cảm mà bản thân không thể nào có được. Đây là một loại ý niệm ích kỷ cần phải được loại trừ. Cảm xúc cố chấp đó rất dễ trói buộc con người ta trong một phạm vi nhỏ hẹp, án ngữ mãi trong lòng, khăng khăng cho tới chết. Cả cuộc đời cũng vì thế mà chìm trong đau khổ. Một khi buông bỏ được lòng cố chấp, chúng ta mới có thể thả lỏng tâm trí và bản ngã của mình. Buông xuống những cố chấp vô lý, đồng thời cũng là buông bỏ những muộn phiền vô nghĩa. Tâm trí được khơi thông, con người cũng được giải thoát. Phật dạy, vạn vật sai không, tức là vạn vật vốn không có thật, nhưng chúng ta lại luôn cố chấp, cho rằng chúng đều có thật. Cho nên Đức Phật đã nói không, để phá cái tâm cố chấp cho rằng mọi thứ đều có thật đó. Tận trong sâu thẳm ý niệm, chúng ta luôn nghĩ thân thể này thật sự là của mình. Nhà cửa, tiền của, xe cộ, danh vị cũng là cái của mình. Cho nên khi những thứ ấy bị mất đi thì chúng ta đau khổ vô cùng. Chính bởi cái tâm cố chấp cho là thật nên mới có phiền não đau khổ và gây tạo vô số nghiệp tội.
nếu như chúng ta có thể vượt qua hết thảy những cố chấp trên đời, không cố chấp với danh lợi, tiền tài, tình cảm, cũng tức là đã buông bỏ được những thứ đau khổ, độc hại của cuộc đời này. Sở dĩ bản thân ta cảm thấy không vui, không hài lòng về cuộc đời này là bởi tâm ta tồn tại sự cố chấp. Một khi lòng suy nghĩ thoáng hơn, đời người cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có hai mặt, tốt và xấu, mà đôi khi bạn chẳng thể phân biệt rạch ròi. Trên đời vốn không có gì đáng gọi là khổ đau, nhưng chưa chắc có gì nên xem là hạnh phúc. Người xưa nói, tướng tự tâm sinh, ý nói hết thảy mọi sự trong đời gặp phải đều do chính bản thân và suy nghĩ của mình khởi tạo nên. Chỉ cần thay đổi thái độ, chỉ cần bạn lùi lại một bước, bạn sẽ thực sự trông thấy được những cảnh tượng tuyệt diệu hơn. Cũng giống như ba khổ nạn lớn nhất cuộc đời trên đây, vốn dĩ chỉ cần bạn thay đổi cách suy nghĩ, sẽ chẳng còn đau khổ nào có thể cản bước bạn đi tới hạnh phúc và thành công nữa.